Rồi chào anh em nha, hôm nay lên trên một con Yaz màu vàng đen. Xe này xây dựng hình lên full mới nha anh em. Giá cả dễ chơi là 59 củ năm thôi nha anh em. Giá cho anh em dễ chơi đam mê. Xây dựng hình xe ráp nha anh em. 0933955401 là số điện thoại duy nhất của mình nha. Giá này anh em đừng có hỏi sang tên là bao, chạy tỉnh này tỉnh kia nha chị bao, không tranh chấp trộm cắp thôi nha anh em. Xe chi tiết tường tận. Anh em tài chính thấp đầy đủ đam mê thì chơi nha. 50 mấy củ nha. Phục trước phục sau Vinkai B. Rồi bây giờ chỉ cho anh em nè, Vinkai B nó như thế nào nè. Vinkai B thường thường nó sẽ có sọc hoặc là không có sọc. Không có sọc là giống xe thùng nhưng mà phải có chữ 5XK, có chữ L2 ở dưới cho anh em. Một bên L2, một bên R2. Đó. Mông da dít 22 là bình thường rồi nha anh em. Theo loại tốt thì nó không có chữ Nissin rồi. Cặp vỏ đúng zin da dít thì nó chữ V Rubber nha anh em. Đó, chữ V E Rubber đó nha anh em. Nè, đúng không có xài mã xít xài camel nha. Đúng vỏ zin nha anh em. Đó, tiền rất là nhiều nha. Dạng áo là dạng áo zin nè, logo nổi nè. Dạng áo zin loại 1 nha anh em. Phục sau cũng zin cây B nè, phục sau zin cây B này nó sẽ hình chữ có cái tem cây B hình chữ nhật đó nha anh em, chứ không phải giống như xì bo nha. Nó phải đúng phục trước phục sau zin cây B vậy. Chứ không phải dán cái tem lên kia phục cây B nha anh em. Rồi có cái chẳng ba cũng không có dán cái tem lên kia chẳng ba zin đâu nha. Bô 5BO rồi các kiểu rồi, đầu lòng 5BO, bình xăng zin 5BO rồi nè, rớt dép cái nổ này, chạy rất là mượt nha anh em. Nói chung bình xăng này bình xăng zin chứ không phải bình xăng giả zin đâu nha anh em. Mình không có gắn bình xăng giả zin như người ta rồi nói là bình xăng zin thôi nha, có cũng có chữ 5BO nha anh em. Xe máy móc nó lại mới đập ra cái nổ cái này. Gắn sẵn cái ba ga rồi cho anh em ạ. Xe máy rất đẹp nha anh em. Yeah.